Trong một giờ chốt chặn kiểm soát ở quận 3, sáng 16 tháng 3, đội cảnh sát giao thông bàn cờ thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt BC08 công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành dừng kiểm tra nhiều học sinh điều khiển xe máy lưu thông ở giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ, quận 3. Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện có 4 trường hợp vi phạm, trong đó có 2 trường hợp là học sinh 14 đến 16 tuổi không có giấy phép lái xe, không đăng ký xe và không xuất trình căn cước công dân hai trường hợp là học sinh 16 đến 18 tuổi, không có giấy phép lái xe, không đăng ký xe, không xuất trình căn cứ công dân và chở người không đội nón bảo hiểm. Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt cảnh cáo, tạm giữ các phương tiện 7 ngày. Ngoài ra lập biên bản xử phạt hành chính đối với chủ xe về lỗi giao xe cho người chưa đủ điều kiện lái xe là 1,4 triệu đồng. Theo quy định, người đủ 16 đến 18 tuổi, tương đương độ tuổi học sinh trung học phổ thông hiện nay, chỉ được lái xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50 phân khối đội cảnh sát giao thông bàn cờ cho biết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng trường học là một trong những nội dung luôn được đơn vị tuần tra kiểm soát xử lý thường xuyên đối với những trường hợp học, học sinh sinh viên vi phạm giao thông trên địa bàn khi kiểm tra xử lý cảnh sát giao thông ghi nhận đầy đủ những thông tin về người vi phạm để phối hợp với sở giáo dục đào tạo ban giám hiệu các trường học trong việc quản lý giáo dục học sinh sinh viên Phòng BC08 tổng hợp cho biết từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 1 tháng 3 năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông ghi nhận và phát hiện có hơn 240 trường hợp là học sinh sinh viên vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, ở một số tuyến đường xung quanh các khu vực trường học cũng ghi nhận tình trạng phụ huynh đưa đón con em đến trường vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.